Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, phong vẫn nhắc lại là tạp chí quốc phòng đã có trên tay của phong và tuần này à, chúng tôi sẽ gửi đi hoặc là thứ hai chúng tôi sẽ gửi đi và cuối tuần thì quý vị bên mỹ sẽ nhận được tạp chí quốc phòng và những quý vị nào mà ở tự ở những quốc gia bên ngoài nước mỹ thì có thể là tuần tới quý vị sẽ nhận được cái tạp chí quốc phòng này à, xin lỗi quý vị à, cho cái sự chậm trễ này bởi vì à, thứ nhất là phải lượm những cái tin mới nhất và thứ hai là trở ngại chút xíu bên nhà anh. Và đây là cái uh, hình bìa của tạp chí Quốc phòng với ông Jimmy Lai, nhà tranh đấu dân chủ cho Hồng Kông. Đó là uh, cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta uh, cuối tuần. Đầu tiên hết là bản tin từ quốc tế. Các thành viên trong uh, tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc đã bật đèn xanh cho Hoa Kỳ trở lại cái tổ chức này theo tường trình của ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken. Bản tin từ Washington cho biết thì các quốc gia thành viên nằm trong tổ chức UNESCO đã hậu thuẫn cho việc Hoa Kỳ quay trở lại cái tổ chức được xem là văn hóa của Liên Hợp Quốc 5 năm sau khi mà cựu Tổng thống Trump đã ra lệnh của Hoa Kỳ rút ra khỏi đây theo tường trình của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken đưa ra vào ngày thứ Sáu tôi có thể thông báo vào ngày hôm nay là các quốc gia thành viên đã chấp nhận kế hoạch của chúng tôi và cho phép hoa kỳ có thể à, à, tham gia vào tất cả các phiên các họp của tổ chức này vào kỳ tới đó là một trong những cái thông báo của ông anthony Blinken đưa ra unesco với cái tên chính thức của nó là united nations education scientists and culture organizations được biết với việc mà gọi là thiết kế và bảo vệ cho tất cả những cái à, À, cái di sản cũng như là một số những cái uh, di sản của thế giới và trong đó bao gồm luôn tất cả những cái uh, hải đảo và những cái đảo được xem là không có người ở và cựu tổng thống trump đã rút ra khỏi cái uh, tổ chức này À, vốn có trụ sở đặt tại Paris từ năm 2018. Sau khi cáo buộc là tổ chức này đã có hành động chống do thái và có thiếu quản lý và hầu hết những hoạt động trong uh, UNESCO à, cho rằng họ cho rằng là không có gây nhiều tranh cãi. À, tuy nhiên họ đưa ra những cái nghị quyết à, về vấn đề tôn giáo được xem là ở Jerusalem nơi được xem là có những cái tôn giáo rất lớn trên thế giới. UNESCO tổng giám đốc của cái cơ quan này là Andrew Azulay à, cho biết rằng là sẽ à, một phần là Hoa Kỳ sẽ quay trở lại trong cái hiệp ước này và cũng như là sẽ tìm được một cái bản đồng thuận chung cho người do thái và người palestine Phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một lá thư vào ngày 8 tây tháng 6, trong đó họ mong mong muốn là quay trở lại UNESCO vào tháng 7 với và tính cách là một thành viên toàn diện và sẽ chi trả khoảng 619 triệu Mỹ kim à, trong mấy năm qua mà phía Hoa Kỳ đã không đưa cho tổ chức này. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của chính quyền Joe Biden quay trở lại những cái hiệp ước và tổ chức của Liên Quốc mà Tổng thống Trump đã rút ra. Đó là bản tin liên quan tới thời thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, các lực lượng phản công của Ukraine đã bắt đầu tiến quân. Các lực lượng phản công của Ukraine đã bắt đầu tiến quân ở mọi đường hướng khác nhau để chống lại sự xâm lăng của Nga. Một viên chức quốc phòng cao cấp của Ukraine đã phát biểu vào ngày thứ Sáu, kể từ khi mà mở cuộc tổng phản công vào tháng này thì ukraine cho biết họ đã bắt đầu kiểm soát được một số những ngôi làng ở phía đông nam mặc dù rằng nga vẫn còn tiếp tục và à, gọi là à, chiếm đóng ở khu vực à, phía đông của quốc gia họ và phía à, nam cũng như là đông nam chúng tôi đã bắt đầu mở ra các mặt trận cả phía đông lẫn phía nam và chúng tôi sẽ chiếm lại tất cả những vị trí chiến lược và chúng tôi bắt đầu tiến quân với tất cả các đường hướng khác nhau một trong những à, phó <laughs> bộ trưởng quốc phòng của Ukraine có tên gọi là Hanna Malia đã nói trên đài truyền hình của Ukraine và hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được tình trạng của bãi chiến trường. Nga hiện nay gần như đã có cuộc xâm lăng toàn diện với Ukraine từ tháng 2 năm 2022 và vẫn chưa biết được là Ukraine đã có thể chiếm đóng được một khu vực nào được xem là quan trọng chưa. Bà Malia cho biết là lực lượng của Ukraine đang tiến một cách rất tự tin và chắc chắn rằng họ sẽ bắt đầu tiến về phía đông của thành phố Bakhmut nơi mà Nga đã chiếm đóng trước đây và ở phía nam thì Kiev đã bắt đầu có những cái uh, cuộc tiến quân ở cái mức độ được xem là cao hơn ở trên các mặt trận phía Nam chúng tôi đã uh, di chuyển rất là nhịp nhàng và đôi khi uh, có một vài ngày thì chỉ còn khoảng vài km và đôi khi uh, chậm hơn một uh, một cây số và đôi khi nó được tăng lên hai cây số đó là lời phát biểu của bà này đưa ra cuộc tổng phản công của Ukraine đã được dự tính và phía của khối Tây Phương đã hỗ trợ rất nhiều được các cái thiết bị quân sự và các chiến xa cho Ukraine để có thể mở cuộc tổng phản công chiếm lại các phần đất mà Nga đã chiếm đóng trước đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của phía Âu Châu ngày hôm nay, Ba Lan mong muốn là sẽ tham gia vào một cái chương trình chia sẻ về vũ khí nguyên tử của NATO sau khi mà có một cái việc mà Nga đã khai triển tất cả những cái đầu đạn nguyên tử và hạt nhân tới Belarus thì Thủ tướng của Ba Lan là Mateusz Morawiecki đã lên tiếng vào ngày thứ sáu nói rằng là quốc gia của ông mong muốn gia nhập vào cái chương trình trao đổi về nguyên tử với các quốc gia thành viên trong NATO chương trình chia sẻ về cái nguyên tử ở trong các quốc gia thành viên NATO chỉ thành dành cho những quốc gia nào mà được xem là khá tin tưởng và Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất tin rằng có khả năng cung cấp tất cả những vũ khí nguyên tử bao gồm luôn các loại B61 Air Drop Nuclear Bomb tức là những cái chiếc quanh tạc cơ mà có thể thả bom nguyên tử và một phần trong chương trình này và trong tháng 10 thì à, cái viện nghiên cứu liên bang của Hoa Kỳ về khoa học đã ước lượng là hiện nay Hoa Kỳ đang có khoảng 100 chiếc B-61 à, đang đặt ở ít nhất là 6 cái căn cứ ở Bỉ ở Đức ở Ý ở Hà Lan và ở thổ nhĩ kỳ à, quyết định sau cùng là lệ thuộc vào các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ ở trong cái à, liên minh NATO ông Morawiecki đã phát biểu như trên và nói rằng là việc này có thể gia tăng cái khả năng kềm chế khi mà Putin đã bắt đầu có những cái khai triển tất cả những cái nguyên tử và hạt nhân của họ qua phía đông của Âu châu. Trong ngày 25 tây thì bộ quốc phòng của Nga và Belarus đã ký một cái hiệp ước trong đó là họ sẽ khai triển tất cả những cái nguyên tử và đầu đạn nguyên tử của họ tới Belarus, tuy nhiên vẫn nằm dưới sự quản trị của phía Nga và trong ngày 16 tây thì Putin loan báo đã có những cái mớ nguyên tử và đầu đạn nguyên tử đầu tiên đã được đưa tới Belarus và tất cả những phần còn lại sẽ hoàn tất từ đây cho tới cuối năm. Belarus thì hiện nay đang có biên giới phía đông của họ với lại à, à, Ba Lan và Putin gần như đã gửi các cái lực lượng của họ thông qua Belarus để tấn công vào Ukraine ngay từ những ngày đầu khi mà quân xâm chiếm Ukraine và hiện nay vẫn chưa biết là có bao nhiêu đầu đạn nguyên tử mà Nga đã chuyển cho Belarus. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là John Kirby đã không lên tiếng vào ngày thứ Sáu khi mà Ba Lan mong muốn là họ sẽ làm nằm trong một phần chương trình chia sẻ về bom nguyên tử và vũ khí nguyên tử với các thành viên trong Liên minh NATO. Tôi không thể có thể, tôi không nói được gì trong vấn đề này. Đó là lời phát biểu của ông Kirby đưa ra và phía Ba Lan tuyên bố là họ cần có một cái khả năng kềm chế cao hơn sau khi mà Belarus đã có được những cái kho chứa đầu đạn nguyên tử từ phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, cựu tổng thống của Brazil là ông Bolsonaro đã bị cấm 8 năm không được phép tham gia tranh cử. Cựu tổng thống của Brazil là ông Jair À Bolsonaro đã bị chấm dứt cái và cái cuộc gọi là tranh cử của ông và đã bị cấm từ đây cho tới năm 2030. À, tiếp theo sau cái việc mà gọi là có những cuộc tranh cãi trong cuộc bầu cử vào năm ngoái. 4 trong số 7 quan tòa đã là bỏ phiếu để kết án ông Bolsonaro lạm dụng quyền lực và đã có những cái hành động được xem là thao túng truyền thông vào năm ngoái khi ông mời các đại sứ lên và cho rằng là Brazil đang có những cái cuộc bầu cử hệ thống bầu cử được xem là đã bị bất minh là thiếu minh bạch và ít nhất có hai quan tòa đã vẫn tiếp tục bỏ phiếu và ông Bolsonaro vốn là một cựu à, chỉ huy quân đội và trước đây ông đã bị thua trong cuộc bầu cử vào tháng 10 cho nhân vật cực tả là Lula da Silva và cáo buộc rằng đã có những cái uh, cuộc thiếu minh bạch trên cái kết quả bầu cử diễn ra vào ngày 8 tây tháng 1 và trong đó gần như là khiến cho uh, uh, Brazil rơi vào cơn hỗn loạn khi các người ủng hộ cho ông cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Ông Bolsonaro đã bác bỏ và cho rằng mình không làm sai điều gì và sẵn sàng à, dự tính là sẽ nộp đơn lên tối cao pháp viện. Tôi đã, à, tôi không có tấn công vào cái hệ thống bầu cử. Tôi chỉ cho thấy rằng có khả năng nó đã có những cái hành động được xem là thao túng bầu cử. À, ông Bolsonaro đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình của Ý và phiên tòa này đã vốn là không hợp lý. Đó là lời phát biểu của ông Bolsonaro đã đưa ra và coi như vậy ông sẽ bị cấm tranh cử từ đây cho tới năm 2030 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Brazil ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là những nhân vật được xem là cực tả làm việc trong công ty Disney đã chính thức khởi kiện công ty này có hành động gọi là trả lương cho phụ nữ thấp hơn phái nam. Công ty Walt Disney đang bị cáo buộc là đã có hệ thống hóa việc mà trả lương thấp cho phụ nữ tại California trong một đơn kiện cáo buộc công ty này và các nhà nữ nhân viên của công ty này đã nhận à, ít nhất là à, ít hơn phái nam là 150 triệu mỹ kim à, trong vòng 8 năm qua. Đơn kiện này đã được nộp ở trên một cái tòa ở quận Los Angeles và tìm kiếm à, quan tòa xác nhận ít nhất là trong 4 năm cái đơn dân sự này gồm à, có nhiều người, à, trong đó gồm có một 12.500 người được xem là những phụ nữ và những nữ công dân làm việc cho công ty Walt Disney full time và các nhân viên này nói rằng cùng một cái à, chỗ đứng, cùng một cái vị trí nhưng họ được trả lương thấp hơn. À, theo bạn bản phân tích của cái à, cơ quan thuê mướn của Disney đã đưa ra vào ngày à, ngày vào tháng 4 năm 2025 cho tới tháng 12 năm 2022 họ phát hiện ra là các phụ nữ làm việc trong công ty Disney đã bị trả thấp hơn 2% so với những người đồng nghiệp của họ và điều này cho thấy rằng có sự phân biệt đối xử của công ty Disney đối với phái nữ và phái nam. Công ty Disney đã bác bỏ điều này. Phía nguyên cáo đã đưa ra những lời cáo buộc về cái khoảng cách trả lương cho phụ nữ và đàn ông là hoàn toàn sai lạc chúng tôi vẫn à, duy trì cái quy tắc của chúng tôi và chúng tôi căn cứ theo cái kinh nghiệm của họ đó là lời phát biểu của sao sauna à, swanson à, được xem là một à, cố vấn cao cấp của công ty disney đặc trách về vấn đề luật lao động của disneyland và đơn thực kiện nguyên thủy này được nộp bởi là Roda Ramusan năm 2019 sau khi mà bà biết được rằng 6 người đàn ông cùng một công việc với bà và cùng một cái chức vị với bà đã nhận được cái tiền lương cao hơn và họ chờ gần như là 20.000 Mỹ Kim 20.000 Mỹ Kim cao hơn theo tường trình của đơn kiện và trong đó cho rằng công ty Disney đã có hành động được xem là trả lương thấp đối với phụ nữ. Đây được xem là đơn kiện khá hiếm hoi nhắm vào công ty Disneyland ngay sau khi công ty này đã bắt đầu tà, bày tỏ sự ủng hộ cho các cái uh, khuynh uh, chính trị khuynh tả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay lại có thêm một số những tài liệu liên quan tới vụ ám sát cố tổng thống John F. Kennedy đã được công bố. Bản tin mới nhất cho biết thì Cục Lưu trữ Quốc gia và cả chính quyền đã cho ta công bố và đã cho công khai hóa tất cả hàng ngàn trang tài liệu liên quan tới vụ ám sát cố tổng thống John F Kennedy trong cuộc gặp gỡ và cái deadline hạn chót vào ngày thứ sáu đưa ra từ hồi tháng 12 năm ngoái bởi ông Joe Biden Cơ quan NARA, tức là cái cơ quan cục lưu trữ quốc gia cho biết là các tài liệu liên quan tới vụ ám sát ông JFK, tức là John F. Kennedy, trên trang website và trong đó với các cơ quan đã duyệt xét tất cả những cái tập tài liệu này, gồm có 3.648 tài liệu, tại trang tài, tài liệu và trong đó đã được trực tiếp chỉ đạo bởi Tổng thống Joe Biden. Và giữa tháng 4 cho tới tháng 6 thì NARA cho biết... <laughs> Họ đã cho đăng công khai là 2.672 trang tài liệu liên quan tới cái vụ ám sát này. Và ở tại Cục Lưu trữ Quốc gia, chúng tôi tin rằng sự quan trọng là một chính quyền minh bạch chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin. Colin Shotgun được xem là nhân vật đứng hàng thứ 11 ở Hoa Kỳ trong cái vấn đề gọi là lưu trữ quốc gia. Và việc chi tiết hóa này đã được hoàn tất bởi cơ quan NARA và nhân viên của chúng tôi cũng như các đối tác của chúng tôi trong các chính quyền liên bang. Và chúng ta có thể xem xét tất cả những tập liệu tập tài liệu này À, tôi có thể tự tin rằng là cái cái cơ quan giải mật của quốc gia tức là trung tâm giải mật quốc gia đã có đầy đủ tất cả những tập tài liệu này và chúng tôi tổng hợp lại và bắt đầu cho công bố hiện nay thì à, trên một trang trên một ngàn trang tài liệu đã được công bố vào ngày thứ ba và trong đó sẽ có rất nhiều những thông tin mà họ cho rằng là có tình trạng lo ngại về an ninh quốc gia theo tương trình của tờ washington examiner ông biden đã viết một bản ghi nhớ và à, liên quan tới cái uh, <laughs> một cái đề nghị là uh, dựa trên một cái luật gọi là President John F Kennedy Assass Assassination Record Collection tức là dựa trên đạo luật năm 1992 trong đó yêu cầu chính quyền phải công bố tất cả những tập tài liệu ám sát ông Kennedy uh, chưa uh, trải lắm là 2017 và ngoài trừ những tập tài liệu này có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia. Ông Kennedy đã bị ám sát tại Dallas vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 và trong đó <laughs> nhân vật mà bị xem là bị kết luận là đã có hành động này là Lee Harvey Oswald được xem là một tay súng đơn độc và trong đó họ có rất nhiều những cái thuyết âm mưu liên quan tới cái hoạt động của Oswald. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này người ta vẫn không biết được là ông này hoạt động một mình hay là có động cơ ở phía sau và tổ chức nào đứng phía sau. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cựu tổng thống Trump tuyên bố là Hoa Kỳ nên tìm cách gọi là phá vỡ bế tắc về hòa bình giữa Nga và Ukraine và cho rằng hiện nay ông Putin đã có cái khuynh hướng đã bị suy yếu. Cựu tổng thống Trump trong ngày thứ năm nói rằng Hoa Kỳ cần phải làm trung gian hòa bình cho phía của Nga và Ukraine và tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho thấy được một số những cái suy yếu của ông sau khi có cuộc binh biến do lực lượng Wagner thực hiện. Lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, trong đó là hầu hết chỉ nhắm vào cái cuộc chiến tại Ukraine và kể cả việc mà dưới chính quyền của ông mà có cái tin cho rằng là Trung Quốc đã đặt cái hệ thống gián điệp tại Cuba và vị cựu tổng thống này vốn là người đang đứng đầu trong các cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Hòa để giành cái ghế ra tranh cử tổng thống năm 2011 và trong đó ông lên tiếng và nói rằng đang có cái mặt trận giữa Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc tôi có thể nói rằng người dân không thể để chết trong một cái cuộc chiến vô lý này ông trump đã phát biểu như trên và hòa bình đã không thực hiện được sau khi mà phía của ukraine đã bắt đầu mở cuộc tổng phản công để tái chiếm lại những vùng đất mà nga đã chiếm đóng kể từ tháng 12 hai lỗi quý vị kể từ tháng 2 năm ngoái và tổng thống của ukraine là ông zelensky đòi hỏi là nga phải ngưng bắn rút quân toàn bộ ra khỏi lãnh thổ của ukraine và trong đó ông đã, đã bác bỏ tất cả những cái ý kiến mà phía Trung Quốc đưa ra và đưa ra 10 điểm để đạt được cái kế hoạch hòa bình nơi mà nga đã từ chối. Đây được xem là là lần xuất hiện rất khiếm hoi của cựu tổng thống Trump trên cái cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters. À, tôi nghĩ rằng họ cần phải nhà, à, giữ lại những gì mà họ nghĩ rằng họ xứng đáng và tôi nghĩ rằng nga gần như là sẽ đồng ý và ta, chúng ta cần phải đóng vai trò trung gian đàm phán và chúng ta đã không có bất kỳ một cái vai trò nào hiện nay. Ông đã nói với hãng thông tấn Reuters và trong đó thì ông Biden và các đồng minh NATO vẫn tiếp tục tuyên bố là sẽ ủng hộ cho Ukraine và kêu gọi Nga phải ngay lập tức rút quân ra khỏi các vùng chiếm đóng ở phía đông của Ukraine. Ông uh, Biden đã từng gọi ông Putin là một kẻ sát nhân khi mà ông Putin đã ra, ra lệnh tấn công vào uh, Ukraine và đồng thời cho rằng ông ta đang bị thua trong cuộc chiến tại quê nhà của ông ta khi có bằng chứng là lực lượng uh, lính đánh thuê Wagner đã có một cái cuộc binh biến vào thứ Bảy tuần trước. Ông Trump đồng ý là ông Putin đang có một cái uh, tình trạng suy yếu sau cái cuộc binh biến này. Tuy nhiên thì ông nói rằng cần phải có vai trò của Hoa Kỳ để mà giải quyết cái cơn khủng hoảng tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, người có liên hệ mật thiết với Hunter Biden đồng ý sẽ cung cấp tài liệu nhưng sẽ không ra điều trần. Đó là bản tin mới nhất. Tony Buben uh, bu, uh, gọi là Bobuk đây là cái tên hơi khó đọc các quý vị à, tên là Tony Bobulinski à, một à, cựu đối toát của Hunter Biden và James Biden à, em trai của ông tổng thống Joe Biden à, sẽ có thể à, phát biểu và có thể cung cấp tài liệu tuy nhiên thì ông sẽ không ra điều trần à, đó là một trong những, những cái, cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà có một cái đại bồi thẩm đoàn điều tra về hà hoạt động của Hunter Biden theo tường trình của đài truyền hình CBS cho biết thì ông Bobulinski người đã làm việc trực tiếp với lại con trai của ông Joe và em trai của ông Joe năm 2017 trong cái thỏa thuận với lại năng lượng với Trung Quốc và trong đó gần như là CBS cho biết họ đã dựa trên hai nguồn tin và theo tường trình của CBS thì Bobulinski luật sư đã đạt được cái uh, Cuộc thỏa thuận với lại văn phòng của công tố viện ở Delaware là David West về vấn đề điều trần và nói rằng ông West sẽ không yêu cầu điều trần. Ông Bobulinski, người đã xuất hiện trong năm 2020 trong cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông uh, Biden trong vai trò là một uh, khách mời của ông Trump cho rằng ông Biden đã uh, khai mang khi mà ông ta nói rằng gia đình của ông ta, ông ta không có liên hệ gì tới những cái cuộc thương thảo của gia đình ông ta với phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một điều dối trá, ông Popolinski đã phát biểu trên đài truyền hình Fox vào tháng 10 năm 2020. Trong cuộc điều điều trần này, ông ta đã đưa ra một bản statement về tất cả những gì diễn ra xung quanh ông ta và tôi có thể nói với quý vị, tôi đã đứng lên và phải hét lên rằng đó là sự dối trá bởi vì và tôi bước ra ngoài ngay lập tức bởi vì tôi đã cảm thấy sửng sốt sau 4 ngày hoặc 5 ngày họ tiếp tục dối trá và gia đình của Biden đã có một cái vị trí rất là quan trọng ở cái thế giới và trong đó gần như họ đã có những cái hành động được xem là bất minh và theo đó thì Jim Biden là một kẻ được xem là có một cái hoạt động và một kẻ rất là tiền bạc đó là lời phát biểu của Bobulinski và đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của ông này. Ông này được xem là một trong những người có quan hệ mật thiết với lại Hunter Biden và là người móc nối cho Hunter Biden có thể tiếp xúc với lại công ty à, năng lượng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì à cái bản báo cáo của whistleblower trong đó cho thấy là Hunter Biden đã đe dọa đối tác Trung Quốc khi mà đe dùng danh nghĩa của cha mình để yêu cầu đối tác Trung Quốc cung cấp tiền mặt cho ông ta. Bản tin mới nhất cho biết thì cái lời đe dọa trên trang WhatsApp của Biden đã gửi cho một người gọi là đối tác của ông ta tại Trung Quốc trong đó nói rằng là Cha của ông ta có mặt trong phòng và đòi hỏi bên kia phải chi ra hàng triệu mỹ kim để mà chi vào trong tất cả các cái chương mục ngân hàng của gia đình Biden. Cái um, message này đã được công bố bởi một whistleblower của sở thuế là Gary Sapley. người đã từng uh, điều tra về uh, con trai của ông Joe Biden và được xem là một nhân vật quan trọng ở trong cái uh, cuộc điều tra này với người uh, đứng đầu của công ty CEFc. -E của Trung Quốc và nhân vật này có tên là Che Chan Minh được báo cáo là có quan hệ với lại lực lượng quân sự của Trung Quốc. Trong ngày 30 tây tháng 7 năm 2017, bảy Hunter Biden đã gửi cái message này cho nhân vật được xem là tiếp xúc với ông ta có tên là Harry Zhao và đe dọa rằng là sẽ thay đổi chính sách nếu như mà ông Che không đồng ý về cái thỏa thuận trên. Và vài ngày sau đó thì ông Hunter Biden lại tiếp tục đe dọa tới À, cái người khác à, là lãnh đạo của công ty CEFC và đòi hỏi là ít nhất 5 triệu tiền Mỹ Kim à, chi cho ông ta và cùng với số tiền khác à, và đã à, chuyển vào tất cả những công ty do ông ta lập ra. Tôi ngồi đây với cha của tôi và chúng tôi có thể hiểu được rằng lời cam kết sẽ không được thực hiện đầy đủ. Ông Hunter đã nói với ông Zhao à, trong một cái thông điệp gửi ra vào ngày 30 tây tháng 7 tôi rất lo ngại là ông Gia yeah, và đã thay đổi cái suy nghĩ và đã vi phạm cái thỏa thuận mà không có cho tôi biết và ông ta gần như đã không thực hiện lời cam kết bảo đảm và điều này nó sẽ không được duy trì đó là lời phát biểu trên cái message mà Hunter Biden đã đưa ra và khi hỏi được hỏi các thông tin viên vào ngày thứ tư thì ông Joe Biden bác bỏ rằng ông không hề có mặt trong phòng lúc mà cái Message này được gửi đi và hãng truyền hình Breitbart cho biết là ông Zhao hiện nay là chủ tịch của cái công ty gọi là Harvest Fund, tức là một công ty về quỹ đầu tư và được xem là một bí thư của cái quỹ do đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện. Và Harvest Fund này được báo cáo là một phần đối tác của công ty BHR, một công ty đầu tư mà Hunter Biden có khoảng 10% cổ phần trong nhiều năm và tổng giám đốc điều hành của công ty CEFC này là Yan Cha Chun được xem là người có mối quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã từng gặp gỡ với ông Vladimir Putin vào năm 2017 trong nỗ lực mua tất cả những cái uh, công mua lại cái công ty uh, dầu khí do nhà nước Nga làm chủ có tên là Rosneft và trong đó có nhắc tới cái uh, tên của Hunter Biden trong cái message WhatsApp đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái uh, thông điệp này và cái thông điệp này và WhatsApp này đã được lấy ra từ cái laptop của Hunter Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, các lãnh đạo Âu Châu đồng ý một cái chương trình gọi là the risk để tìm cách gọi là đối phó với Trung Quốc giữa lúc mà cho rằng Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát nguồn cung cấp các cái à, à, nguyên liệu trên toàn cầu, các lãnh đạo trong liên hiệp Âu Châu đã đồng ý là sẽ theo theo đuổi một cái chương trình gọi là trao đổi mậu dịch có tên gọi là the risking tức là giảm đi phong hiểm trong đó một cái chiến lược để mà đối phó với Trung Quốc và giảm đi tất cả những cái lệ thuộc vào nguồn cung cấp từ Trung Quốc. Trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày thứ sáu ở Brussels, 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý là họ nhấn mạnh tầm quan trọng về cái vai trò của Liên hiệp Âu Châu trên vấn đề mậu dịch và cả kinh tế cần phải được quân bình. Và trong đó gần như đã có những cái ba quyền lợi mà phía ở Trung Quốc đã trục lợi từ trước tới nay. Tuy nhiên bản statement nói rằng họ sẽ không có hành động gọi là tách rời khỏi Trung Quốc và trước cuộc hội nghị thượng đỉnh này thì uh, thủ tướng của Latvia là Christian Karins nói rằng cái uh, chiến lược gọi là derisking này là yêu cầu cần phải có một cái uh, uh, giám sát về cái vấn đề gọi là lệ thuộc vào các cái nguồn cung cấp từ Trung Quốc và họ nói rằng đây sẽ là một trong những cái uh, uh, chiến lược có thể làm cho phía Trung Quốc ở, ở Âu Châu có thể có giá cả cao hơn và thiếu năng lượng thiếu tất cả nguồn nguyên liệu nhiều hơn Tuy nhiên thì phía của các lãnh đạo khác phản đối và cho rằng việc lệ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp từ Trung Quốc đã khiến cho Âu Châu phải lệ thuộc vào Trung Quốc và cần phải đưa ra những biện pháp phòng chống lại cái việc nguy hiểm và phải rải ra cái nguồn cung cấp từ những quốc gia khác ở khu vực Trung Đông, ở khu vực Phi Châu và Á Châu thay vì tập trung vào Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái quyết định của Liên Hiệp Âu Châu dùng cái chữ The Risking tức là giảm đi sự phong hiểm thay vì là họ dùng chữ decoupling tức là tách rời khỏi Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái phản ứng một cái quyết định mà Trung Quốc đã phản ứng và phản đối cho rằng đây là hành động ăn hiếp đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu châu và Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ đã bức hiếp họ à, tiếp theo sau việc mà Hòa Lan đã bắt đầu ngăn chặn tất cả những cái phụ tùng dành cho máy sản xuất chip điện tử. Bắc Kinh cáo buộc Washington đã có hành động bức hiếp quốc gia của họ sau khi mà đã đạt được thỏa thuận với Hòa Lan. Trong đó gần như là công, các công ty của Hà Lan đã cắt bỏ tất cả việc cung cấp các phụ tùng cho những máy chế tạo semiconductor cho phía của Trung Quốc. Bộ Thương mại của Trung Quốc đã nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của các cái cuộc đối thoại và kể cả việc mà gọi là thảo luận trong vấn đề semiconductor và xuất cản này với chính quyền của Hà Lan. Tuy nhiên thì chính quyền của Hà Lan đã từ chối và nói rằng họ đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ và trong đó sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả những phụ tùng của các máy móc sản xuất semiconductor, đặc biệt là những cái máy mà Trung Quốc đã từng mua trước đây để dùng sản xuất chip điện tử và semiconductor với cái tia gọi là tử ngoại tức là ultraviolet đây là một trong những cái kỹ thuật mà của à, thuộc về công ty của Hoa Lan và Hoa Lan cho biết rằng là họ sẽ kiểm soát chặt chẽ và sẽ có những cái môn bài riêng biệt dành cho ngành chip điện tử và các phụ tùng điện tử để chắc chắn rằng phía Trung Quốc không sử dụng tất cả những cái chip điện tử và semiconductor trong lĩnh vực quân sự và chính điều này họ đã ký thỏa thuận với phía của Hoa Kỳ một trong những công ty mà cả phía của Hòa Lan làm chủ là ASML. ASML vốn là một công ty sản xuất các cái máy về sản xuất Semiconductor, được xem là top nhất trên thế giới. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đã ký chung với Nhật Bản và Nam Hàn để kiểm soát chặt chẽ không để cho tất cả những cái phụ tùng hoặc là những máy móc mới nhất của ASML có thể cung cấp qua thị trường của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mà phía Trung Quốc đang tìm cách gọi là kéo hòa lan về phía mình, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, một tổ chức chiến lược của Nhật Bản đã mời phía Đài Loan tham dự một cái cuộc mô phỏng về việc mà Trung Quốc phong tỏa eo biển Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết lần đầu tiên thì cái tổ chức gọi là Japan Forum for Strategic Study gọi tắt là JFSS đã chính thức mời các nhà trí thức từ Đài Loan để tham gia vào một cái cuộc mô phỏng về một cái cuộc tranh chấp trên eo biển Đài Loan mà trong đó Trung Quốc có thể phong tỏa eo biển Đài Loan. Đây được xem là một cái cuộc thực hiện, được xem là bán chính thức ở Tokyo trong tháng này là đưa ra một cái mô phỏng là làm cách nào Trung Quốc có thể phong tỏa được Đài Loan với một cái cuộc tấn công toàn diện và gây ảnh hưởng ở khu vực. Và cái bản mô phỏng này sẽ là cái mô bản mô phỏng cả lần thứ ba kể từ tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ mời các chuyên gia quân sự của đài loan tham gia vào cuộc mô phỏng này phái đoàn từ cái tổ chức chiến lược JFSS cho biết sẽ bao gồm các cựu viên chức của lực lượng quốc phòng tự vệ của nhật bản à, sẽ diễn ra vào tháng 6. và trong cái uh, kịch bản này họ sẽ vẽ lại tất cả cái eo biển đài loan với sự đổ bộ của trung quốc khi mà họ tìm cách phong tỏa eo biển đài loan và đổ bộ lên đảo quốc đài loan cũng như những tác hại xung quanh sau khi mà trung quốc mở ra cuộc chiến tấn công vào đảo quốc đài loan đây được xem là một cái kịch bản mô phỏng mà phía Nhật đã đưa ra nhằm đánh giá về tác hại cuộc chiến và sự phong tỏa trên eo biển Đài Loan với nền kinh tế ở khu vực và kể cả ảnh hưởng các cái nền chính trị ở khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và của Nhật Bản ngày hôm nay. Cùng một lực trong ngày hôm nay, Đài Loan đã cho tăng cường cái việc sản xuất các cái hỏa tiễn chống tàu chiến. Bản tin mới nhất cho biết trong một cái việc mà đối phó với tình trạng đe dọa ngày càng căng của lực lượng hải quân Trung Quốc thì lực lượng của Đài Loan đã bắt đầu thúc đẩy việc sản xuất nhanh hơn các cái hỏa tiễn chống tàu chiến theo một bản báo cáo đưa ra vào ngày hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 7. À, bản tin mới nhất cho biết thì việc sản xuất các cái loại hỏa tiễn siêu thanh gọi là siêu phan chu và hỏa tiễn siêu âm thanh là siêu phan truy hiện nay đã có sự thay đổi và họ sẽ sản xuất hàng la, hàng loạt để có thể đáp ứng được nhu cầu. Theo cái Bộ Quốc phòng cho biết thì để tạo ra ngân sách này và theo báo cáo cho biết thì các việc sản xuất hỏa tiễn này sẽ chi phí khoảng 15.5 tỷ đài tệ, tức là khoảng 497 triệu Mỹ Kim cho năm 2023 và 19.8 tỷ đài tệ cho năm tới, tức là và 22 tỷ đài tệ cho năm 2025. <laughs> Đây được xem là một trong những mức gia tăng của Đài Loan nhằm đối phó lại với cái cuộc đe dọa ngày càng tăng của Cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng thì Đài Loan cho biết họ phát hiện ra 26 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc, 7 chiếc tàu chiến xung quanh đảo quốc của họ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện trong 26 chiếc à uh, uh, chiến đấu cơ và 7 chiếc tàu chiến của Trung Quốc xung quanh đảo quốc Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ Sáu cho tới 6 giờ sáng ngày thứ Bảy. 12 chiếc gồm có SU30 hai chiếc C10 và hai chiếc C16 cùng với một chiếc uh, gọi là tròn là BZK 005 và một chiếc giám sát cơ YS cũng như là hai chiếc uh, bomber Exit, tức là hai chiếc quanh tạc cơ Essex đã băng ngang qua làng rãnh đổ của Đài Loan và xâm nhập vào uh, vùng nhận dạng phía tây nam của Đài Loan khiến cho Đài Loan đã phải gửi tất cả những chiến đấu cơ, những tàu chiến và kể cả hệ thống phòng không trên mặt đất và radar để quan sát các hoạt động của PLA. Và riêng trong tháng 6, Trung Quốc đã có khoảng 363 chiếc máy bay quân sự và 155 chiếc tàu chiến xung quanh đảo quốc Đài Loan. Đây là bản báo cáo mới nhất cho thấy Trung Quốc đang có những hành động được xem là thay đổi hiện trạng và biến khu vực này thành khu vực quân sự. Đó là bản tin liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!